Xin chào tất cả các bác. Sử Đồ Gỗ hôm nay muốn giới thiệu với các bác một tác phẩm gì lạc nhất tiểu vác cành đào chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là TPDL050, có kích thước cao 89, ngang 37 và sâu 21, nặng 14 kg. Một tác phẩm liền khối, được đục rất đẹp và sắc nét. Một tác phẩm được đục rất đẹp và sắc nét. Tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta. Nó có màu đỏ khi còn để mộc và khi PU lên rồi thì sẽ có màu cánh gián. Tác phẩm này đã được tẩy trước khi PU nên màu sắc rất là sáng, bắt mắt và rất là rõ vân. Dì Lạc cười rất tươi và hoàn hỉ. Các bác có thể nhìn thấy cụ đang vác cành đào, cười rất là tươi. Ở trên có đục thêm một vài áng mây và vầng trăng. Di Lặc đứng trên gậy như ý. Điều đầu tiên, tượng Phật Di Lặc trong nhà sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc và sự giàu sang, cũng như sức khỏe tràn đầy cho gia chủ. Đó là quan niệm mà gần như 100% chúng ta đều hiểu được. Nhưng thực tế thì như thế nào? Các bác hãy cùng với Sử Tượng Gỗ tìm hiểu ngay bây giờ các bác nhé. Tượng Di Lặc vác cành đào được xem là một trong những dáng tượng phổ biến và được nhiều người ưa thích. Theo thuyết xưa để lại, đào vốn tượng trưng cho sự trường sinh bất tử. Như vậy, khi kết hợp với tượng Di Lặc sẽ cho ra một ý nghĩa vô cùng hoàn chỉnh, đó chính là sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và trường sinh. Đây đều là những tâm nguyện mà bất kỳ ai đều mong muốn được trên cuộc sống này. Ngoài ra, cụ Di Lặc đứng trên một đống tiền và gậy như ý, đem lại tài lộc và giúp cho gia chủ vạn sự như ý. Nếu như các bác quan tâm đến sản phẩm Di Lặc nhất tiểu chất liệu gỗ hương ta, có mã là TPDL050, cao 89, ngang 37, sâu 21, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm, hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Hoặc các bác có thể truy cập website xưởngtượnggỗ.com để theo dõi. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để theo dõi các video quay sản phẩm Full HD bên em nha. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.